Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình bắt gặp được một tổ chim ốc mít ở mình, họ gọi là chim hút mật đấy, chim bảy màu ấy. Và hiện tại thì nó đã có ba con và mình quay lại cái quá trình nó tha mồi về tổ này. Đây đây, đây là con mái nha mọi người. Nó tha mồi về tổ đấy. Còn đây là con trống nha, cực kỳ là đẹp, bảy màu nha. Và anh em nào hãy cho mình một like và subscribe nhé, để mình làm nhiều clip về cái tổ chim và những cái con động vật nhiều hơn thế nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.